Yo, hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Và hôm nay thì chúng ta chắc là trận này chắc là trận đầu tiên mà mình chơi ở trong mùa mới này thôi. Nên là chơi thử xem mùa mới có gì hay ho nhá anh em nhé. Nhưng mà theo update thì như là không có gì thay đổi nhiều đâu. Not much. Choi. Choi chắc cơ bản thì là một trận thú thôi. Trận thú cơ bản thôi. Aron. Cần bán bio đi. Cần lên 4 tướng lắm nhỉ. Thôi chơi an toàn đi. Bạn nào nhiều sát thủ trông có vẻ khỏe. AT sách thánh hay gì đây? AT giáp của mệnh cũng khá là khỏe. Cần bán rat kia đi nhá. Phải phết nhỉ. Nguy hiểm phết nhỉ. Bốn thú à. Len à? Trông cũng phải khỏe nhỉ. Xin trước được không? Xin hơi chậm. Thua anh em ơi. Ờ, xin thua. Xin thua. Bán thần à? Mình thích bán thần thì phết nhỉ. Bán thần này mua sau nha anh em. Tiền mất rồi. Thêm tướng nữa mình thêm mạng này. Ok, tạm thời vậy đã. Choi. Cầm máu xong rồi à. Tính ơi tính tiếp. Trận đấu này khá ổn đấy nhỉ. Bạn sự khởi đầu thuận lợi phết. Cả mùa này trận nào cũng như từng như trận này ngon. Lúc lẽ này ấy rồi nhầm anh em ơi. Mất nhẹ hai vàng cũng được. Ai gạt tơi.
À bây giờ cái này là trải nghiệm cá nhân đấy, nhưng mà mình cảm giác mùa trước không biết mùa này có thấy không, nhưng mà mùa trước đánh đánh chuỗi thua cảm giác cực kỳ khó luôn đấy. Cái gì nhỉ? Cái này ngon hơn nhỉ? Đánh biết đâu về lết có khi chí mạng được cũng ngon. Mẹ bảo gì nhỉ? Thế chắc bỏ được rồi. Phát rôn sẽ là ngon nhỉ. Magic pervades everything. Để hát ra này nhá. Ai à? Thằng thế nhỉ? Ôi con floor xin đôi à? Đau đớn quá anh em ơi, gặp floor 2 hay kết này đau quá. Công ty mày quá. Men bật sang quỷ cũng hay nhỉ. À mình đang bảo gì nhỉ? À cảm giác đánh chuỗi thua thì đồ nó xấu, chuỗi thắng cũng có thể đồ xấu được ấy. Nên là khả năng em bây giờ hay đánh chuỗi bình thường nhỉ? Kiểu nửa xấu nửa không xấu ấy. Kiểu thắng thua gì cũng được ấy. Không quan trọng. Biết liệu thế có tốt hơn không? Tại vì mình thấy nhiều lúc chuỗi thua xong một kiểu anh em vừa mất máu ấy. Xong rồi anh em lại còn vừa không được đồ đẹp nữa. Chứ chắc đã ra đồ đẹp. Hơi rủi ro thế. Các game nó cứ hơi nó gì đó sai sai. Có thể mùa này mình sẽ cân nhắc để mình thử đổi chiến thuật đánh từ kiểu mới làm sao. Mình thử con 6 thử lên luôn. Đồ 13 đi cũng được, 36 vào. Cần thì bán đi cũng được, thêm tí tiền đúng không? Bán đồ này mình mua lại được không? Không nhai chanh lắm. Trang bị thì vẫn đang hơi ưu tiên đánh nữa. Đánh thú thôi. Ưu tiên đánh thú thôi. Chưa gì lắm. Đây tăng ok hơn. Khỏi cũng lò nếu ngồi mình khóc đi. Do giết các thứ à. Lớp 12 con. Chưa đủ mana nhiều lắm nên chắc nó không đánh hắc ám kẹp thú được anh em ơi. Không có thương. Thương bắt đáy à?
thấy sấy nhiều quá. Đánh thường. Chết, ok, xiên, không được. Mới mất chuỗi anh em ơi, một này AT nó sấy. Không gì cả nó. Hai Gaia. Hai Gaia được. Ở đây còn bị thương bắt con view của mình nữa. Bây giờ còn quả thương đáy nữa. Kể là cái này đi. Chắc nào. Teo mà teo thì lấy. Teo 11 con. Tính bỏ tất săn quỷ được này. Noman bỏ này. Đây 4 thú này. Teo con này là 6 con này. 1, 2, 3, 4, 5. Bỏ bán thần đi. Chắc bỏ bán thần đi thôi. Chắc vòng 14 mình mới thay vào đã nhé. Bây giờ vẫn hơi sớm. Vì ông đi phát đẹp này. Người sao Gaia sẽ hắn chống. Phát luôn. Yon 7 con cũng không chơi. Na có còn 10 con. Nhưng mà không có mana. Rồng 11 con. Đồ mà chắc chỉ đánh teo thôi em á. 9 mạng, 3 đồ này cho con teo, quy này quy C này, quy C này cho con Malok. Malok. Thắng 1 cũng không cần giữ chuỗi lắm này mà. Chờ một chút ạ, nốt vòng sau mình bán đi. T kia sống dài quá nhỉ. Điệp 2T này. Ulti trượt đi được không? Nó giáp vào mệnh này. Nó xiên hết. Đấy. Chỉ giữ một con lại, biết đâu ba lốc này. Điện đẹp. Cót cứ giữ về đã, nhiều vui. Nó xuyên đôi. Đi. Chắc bây giờ tầng này là bán được rồi em ơi. Không cần giữ lại nữa đâu. Hơi nhiều. Ôi trời ơi. Chết tạm thời này cũng rồng với à. Khóc thì không có thương nhưng mà chờ một chút xem thế nào. Mà lúc thì mình cầm cả 3 con luôn. Đến 9 luôn không nhỉ? Để không còn gì thì chờ đó, chờ teo đó. Teo là thiếu một con thôi. Đến 9 cũng được. Chắc tí nữa còn ra thẻ ma tộc hay thẻ gì nữa thì mất pinh. Xem mà này ra thương hay ra ngọc đại gì không nhỉ? Ngọc đại chắc mình đang đánh khả cót. Thương. Không ra anh em ơi. Chả các bạn ấy cho các bạn ấy chơi đi, nó game nó phức tạp đi. Không cần nhiều như thế. Này thì biết cho ai. Teo. Teo cũng được. Giữ floor lại nhé để phòng mình không có con gì khác cho vào. Na cót khá nhiều. Na cót bắt đáy hai góc đáy này.
không sao, bóc lại cũng được. Mà lúc mình kia không dày được đen hết. Cao một hơi yếu này. Các thêm tanh nữa anh em, hơi yếu yếu tanh. Crest nữa chưa, crest. Đấy, cần con Vera, ừ, quyện Vera. Chắc phải roll một tí nhỉ. Không tìm Vera một tí nhỉ. Quếm cho ma lốc thằng mình góc bên kia anh. Bạn này ma tộc này. Bạn này ma tộc này. Tuyển một con teo cuối nhỉ. Ôi cái drone lên 9 đi anh em, tìm con cát còn hơn. Nào không cần tìm Vera lắm. Vera phụ hơn. Tôi phát đáy này, ok. Nghĩ mà lốc là món teo này khi cũng gánh được. Hết xui anh em. Phòng thủ cũng khá là khỏe. Chung sáu thú nó khác biệt với bốn thú, thú nó khỏe hẳn. Ôi, nó còn đắt mậy. Thì Vera đâu nhỉ? Kích tạo này cho nhìn là dễ. Mình gặp bạn này không? Hương đắt đáy theo ulti cái góc đẹp thế nhỉ. Nó có rồi. Theo ulti đẹp thế nhỉ. Không biết theo ulti một phát đấy này. Ok, xong mình sẽ ulti sang bên này thôi. Ok. Và lốc nhảy. Ok, nhảy đẹp. À không, mình gặp bạn này sao chứ. Flo xiên đẹp này. 10 điểm cho Flo. Mà lốc nhảy phát nữa em. Chắc mình chưa chắc, chắc mình có khi cần 2 được chứ. Thên cũng cần thêm một cái sách thánh, có sách thánh mới cho con cát mình chơi được. Tập không cần Vera, thêm bạn này. Thêm một bạn này, thêm một bạn Chrissy. Trồn đẹp đấy bạn, trồn vào 10 điểm luôn đấy. Quên cái bạn này nữa. Sợ rồi, không chắc giết được hai đứa này rồi.
Mất thêm một đồ à? 2 1 0. Ui. Quên đây bạn ơi. Vẫn có đồ kìa. Cắt này không có đồ anh em ơi. Đang ở đây một con ma lốc 3, một con gì đấy. Ui. Hiểm thế. Con cắt nhảy một phát này. Ok. Đeo con đi một phát đẹp này. Ok, tạm được. Dùng quả giòn bao quá anh em ơi. Không phải thánh nữa. Awesome. Má lúc 3, theo 3 thôi, theo 3 ngon, theo 3 cũng được. Theo 3 nó bắn cũng cần, không cần sách thành, nó vẫn bắn multi liên tục, gần như liên tục. Còn 4 con chắc không lên 3 rồi anh em. Trường hợp đấy hơi khó. Sao luôn nhá, không vội đâu em này. Lu thên nên nó sợ lắm. Đoạn này thì mình sợ bình thường. Cát này cũng tạm tạm. Na cót kia chui góc đẹp thế nhỉ. Con này chui góc bình thường thôi. Nhà này thì mình không sợ lắm. Sợ thì cái nhà cầm Bion. Ngọc đúng nhà không sợ lắm. Sợ mấy nhà này hơn anh mình. Nhà sau cung Yon 3 này cũng khỏe này. Nhà thên 6 thú cũng khỏe. Nhà Yon 2 này. Yon 2 này chắc hơi khó lên Yon 3 nhỉ. Không bằng lên được Yon 3 thì hai con Yon 3 sợ hơi ghê người. Đấm quy à? Quy làm gì đâu, cầm cho các bạn ấy đỡ cầm rồi anh em chứ. Mình đang cần tìm gì nhỉ, cần tìm đi rắc không? Chưa thấy anh em ơi. Đằng sau nữa, sao mình mà lúc 3 vậy? Keo 3 được thì ngon nhưng mà xử cho bạn này nữa. Keo góc này ulti đẹp. Non cát mà lúc ở giữa đi. Nó có choi vào giữa đi. Mình bị dính ngay ở Yon ở đầu. Mày nhảy một phát em. Ui nhảy hai phát cơ. Đáng giá từng 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 đồng ấy anh em ơi. Mình lúc còn đáng giá từng đồng một đấy. Mình gặp hơi nhiều Yon hơi sợ. Trần Thị Thành. Nhớ bạn cầm teo quá. Mẹ cũng cầm teo. Bạn đi rồi. Chưa thấy đi rắc đâu anh em ơi. Ui góc này teo ulti đẹp thế. Thêm góc đi. Thêm góc này chắc đã chắc mình đã sợ con thêm này, con thêm này sẽ bổ lên trên góc con cát. Thêm chắc là bổ luôn. Mình sợ bạn yon yon các thứ hơn. Mà lốc nhảy đẹp này. Có truy hồn vào người con cát này. Con cát mình không nhảy được. Mà nó quay ra nó nhảy phát ok được. Eo kia còn giáp phòng mệnh. Căng thẳng ghê. Không cần làm lắm đây. Đằng sau sức mơ theo ba là hơi khó anh em ơi.
cứ mua về nhưng mà cũng chắc không lên được. Thế nên tôi xin nhỉ, thế cũng ngon, thế đáng cân nhắc. Nhà kia là đánh gì? Nhà này đánh một cái thương, nhà này đánh một cái thương à? Có quy ở đây à? Để đánh quy vào đây rồi. Quy vào đây rồi. Chắc cho con Malok mình đi bộ lên cho nó đỡ ăn đam của Yon anh em. Cho Yon bắn một con gì trước rồi Malok mình đi bộ lên xong. Thêm sát tướng mình thêm thêm. Thôi thôi. Hoặc có thêm 2 mình cho thêm vào cũng được. Chả đồ gì lắm nhỉ. Ít đồ không? Cho Chrissy. Có tăng sát tướng không? Mình bán hai bạn này đi này. Tìm con gì đó. Ui thêm 2 này. To me. Này đi. Tôi hơi kỳ quặc một tí. Tên ok quá nhỉ, tên đánh góc kia quá, tên ngắn quá, QC chắc bỏ thôi, tên 2 rồi thì không cần QC nữa, lock, thằng này con này mình cầm cho vui thôi chứ mình không được 3 đâu, teo này, tên teo đi. Sách thánh nhá, cần sách thánh đấy. Cho này đi, cho này một cát đi. Thường gặp này không, bây giờ gặp anh này, thêm bắt đáy, teo bắn góc à? Thêm bắt đáy thế chưa chắc đã sợ đâu. Thêm bắt đáy đấy thì, thêm lên ba hơi khó nhỉ. Nhìn là hơi khó em ơi, không lên con Malok 3 rồi. Đổi góc à, thêm bổ con góc này vẫn được này. Thêm mình vừa choi, bổ một phát đẹp này, hai phát đẹp. Mình gặp bạn này mà đúng không? Red note, cát chém, ok. Kỳ lắm. Ôi tự không lên được ấy anh em ơi. Hôm nay là quả Malok 3 hay gì đấy. Mình thua. Quả. Quả. Đây được không nhỉ? Không, mình tưởng có thể tăng xạo hơi phí. Hai con Malok nữa thôi em. Chỉ hai con Malok nữa thôi. Một con Malok nữa thôi này. Đấy đấy nhỉ. Thêm cát teo ulti đẹp. Thêm góc này teo ulti chéo vào đây. Malok né ra góc này một chút này. Thêm này xuống đây có choi này. Sao? Thêm này sẽ bổ lên con cát thôi anh em ơi. Không gì. À nó bổ xuống đây à? Đẹp ấy chứ. Bổ mấy góc cũng đẹp phết đấy chứ. Làm sao thêm mình bổ cũng đẹp anh em ơi. Thêm mình bổ nó liên tục lên tọi luôn này. Và căn kia không chịu chết anh em. Váng vào đầu, choáng vào đầu. Bạn ơi. Không cần sách thắng đâu. Phải giống hơi pha vừa nãy này. Chém một thêm phát nữa. Không phải đi. Hơi tiếc quả không có Malok 3 anh em ơi. Cố tìm hết sức rồi đấy à, nhưng mà vậy thôi. Nhìn chung là vậy. Mình trận đầu tiên của mùa luôn.
Nên là anh em nếu mà thấy beat ok thì hãy cho mình một like, subscribe và see you guys next time. Bye bye.